Về chương trình 32S đơn 5 chạy 5 kiểu có hai nút nhấn. Khi nhấn nút thì chuyển sang chương trình kế tiếp ngay lập tức. Chuyển sang kiểu chạy kế tiếp ngay lập tức. Và đây đầu tiên nhau ta sẽ khai báo thư viện. Ở đây ta dùng hai thư viện thường vào một thư viện cho 32S đơn. Đầu vào đây chúng ta sẽ khai báo cho một biến tăng theo chiều thuận, cho biến này bằng 1. Để khi nhấn nhấn nút nhấn út hoặc down thì biến này sẽ nhấn út thì biến này sẽ tăng tăng một à, tăng một, và khi nhấn down thì biến này nó sẽ giảm đi. Rồi trình cho nút nhấn út và nút nhấn down. Chương trình chính chúng ta thì do ở đây ta dùng cái thư viện cho 32S đơn nên là ở đây ta gọi chương trình đó thôi. Đây chương trình chính, và sau khi bạn IC chốt khai báo, và đây ta dùng while true if. Nếu khi ta nhấn up, là nhấn up thì cái biến tăng theo chiều thuận là sẽ tăng một, sẽ tăng lúc ban đầu vào á, mới ban đầu vào thì biến này sẽ chạy, biến sẽ bằng một rồi nó sẽ chạy cái này, còn khi ta nhấn up thì biến này sẽ tăng lên một, lúc có nghĩa là biến tăng chiều thuận sẽ bằng hai, nó sẽ chạy qua trả hết kế tiếp, và khi nhấn up kế tiếp thì nó sẽ tăng dần á, nó chạy đủ cái này. Khi nhấn down thì biến tăng chiều thuận sẽ giảm, nó sẽ giảm về trạng thái trước đây. Nó sẽ giảm về trạng thái trước đó của nó. Khi ta nhấn 5 lần rồi, khi ta nhấn tới lần thứ 6 á, thì lúc này cái biến tăng theo chiều thuận nó sẽ lớn hơn 5. Ở đây ta đặt là tăng theo chiều thuận lớn hơn 5 thì ta sẽ cho tăng theo chiều thuận về bằng 1 để chạy ở từ đầu. Rồi, bây giờ chương trình ta cho chạy thử mô phỏng trên router. Đây. Sai rồi. Nói sai một tí rồi. Đây là up, khi nhấn up thì nó chạy qua trạng thái kế tiếp. Đây đây là trạng thái ban đầu, nhấn up thì chạy qua trạng thái kế tiếp ngay lập tức. Khi nhấn down thì trở về trạng thái trước. Khi ta nhấn up, đây là thứ tư, đây là trạng thái thứ năm, ta nhấn thì nó sẽ trở về trạng thái ban đầu.